Xin chào các bạn, mình là Yos và vợ mình là Key. Tụi mình là Yo and Key, YK Avenger. Đến với channel của tụi mình, các bạn sẽ được trải nghiệm ngắm nhìn những chuyến đi chơi, những hành trình đi cắm trại ở những địa điểm đẹp nhất ở Úc. Xin mời các bạn hãy đón xem. Hôm nay mình đang tính làm xe á, thì trời nắng quá. Đó, mà sân trước nhà mình thì không có máy ở trên, không che được. Mà trời này mà làm là khùng luôn á. Nên là mình đang chế cái máy tắm hơi để mà chút nữa chạy xe vào đây có cái bóng gym á, làm là đỡ nóng hơn. Đây, hôm nay chắc chắn là chưa xong rồi, thì ngày mai nữa. Đó, đây. Đây, mình cho mọi người xem. Mình vừa mới làm cái máy tắm hơi này, để làm xe này. Đó. Tí chưa? Đó, có quạt đàng hoàng. Bây giờ thoải mái làm thôi. Trời trời này nắng lắm, hôm nay phải 37 độ á. Đó, có cái máy này nhìn vậy thôi nha nào, đỡ lắm á, đỡ hơn nhiều á. Rồi. Bây giờ mình chuẩn bị tháo cái đá nha. Lúc mà tháo thì mọi người cẩn thận mấy cái dây điện nhá. Ở đây này, tháo mấy cái dây điện. Chang cái pin lúc này á. Là cái dây sensor này. Rồi. Tháo đi cho. Cầm lấy. Đây, thì càng nhiều của mình là tháo ra xong. Các bạn qua đây để mình chỉ này. Một chút nữa là mấy cái sensor này này, mấy cái sensor mà đầu xe á. Đó, là tháo ra hết. Rồi, ok. Đây, nhân tiện mình tháo cái càng trượt ra. Cái mà mình muốn thay từ lâu của cái xe Ford Ranger này á là cái bộ còi. Bộ còi này rất là chán, nghe là chán lắm. Thì á, mình có sẵn đây cái bộ còi mà ba của mình đã cho mình cách đây khoảng hơn chục năm rồi mà mình chưa xài. Đó, cái còi này là rất là hay, rất là xinh xò luôn. Đó, thì bây giờ nhân tiền đấy thì mình sẽ thay cái bộ coi này từ ba mình cho mình, thay thế cái này. À, bây giờ mình thử cho bạn nghe xem cái coi góc là như thế nào nhá. Đó, nó to nhưng mà cái tiếng của nó nghe nó không được ấm. Đó, nghe nó mình không thích lắm. Thì một hồi á mình lắp cái coi này xong thì mình sẽ cho các bạn thấy cái sự khác biệt. Ok. Đây. Đó.
Make in India. Bây giờ mình cho mọi người coi nhá. Đây này là cái coi của hàng này. Đây là cái đầu cắm của nó. Đây, cắm vào đây. Đó, thì bây giờ mình không có cái đầu cắm này. Đầu cắm này thì mình sẽ chế. Mình làm ra hai sợi dây rồi. Đó, dây đen á, dây đỏ cho dễ phân biệt nhá. Thì hai sợi dây này á, cái mình sẽ cắm vào đây. Đây là cái còi mới nhá. Đó, để vào đây. Cắm nhắm vào đây, được chưa? Rồi á, đầu này á là mình dùng cái loại này này. Đó, xong rồi mình cắt đôi nó ra để làm thành cái này thì có thể gắn vào đây được, được chưa? Rồi, bây giờ mình gắn cho mọi người xem này. Gắn cái này vào thì nó chắc lắm, nhưng mà chút nữa mình sẽ dùng cái băng dán, mình dán nguyên cái này lại nữa để cho nó chắc ăn, nó không bị rớt ra. Rồi bây giờ mình sẽ giữ cái máy quay, xong rồi mình sẽ nhờ vợ mình bóp thử coi cái coi mới này là như thế nào nhá. À, thử một cái trước, nếu mà nó làm việc á thì gắn hai cái vào. Ok đó, mọi người thấy cái tiếng coi là khác không, nó đá không đó, nó phải như vậy chứ. Xe to hâm hộ chơi cái coi như coi xe máy tinh tinh không được. À, phải như thế này đó. Coi này á là ở Việt Nam mình hay gọi là coi con so. Bây giờ mình lắp nốt cái toàn lại xong rồi quay cho mọi người coi tiếp nhá. Xin giới thiệu với mọi người bộ coi con so. À, mình mới lắp xong. Đi dây giờ dấu diệt này nó đầy đủ rồi. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ bóp thử cho mọi người xem nhá. Đã chưa? Mong chưa? Trời ơi. Bà đau. Đó, phải như thế này chứ. Coi kia nghe bê đê quá. Bây giờ mình sẽ thay cái bộ đèn này, tại bộ đèn này nó bị cũ, vậy là mình thay cái bộ mới cho nó đẹp hơn. Đó, thì nó có vài cái con vít, tháo ra thì rất là dễ, nhưng mà để tháo được cái đèn này ra thì phải tháo nguyên cái cảng này. Đó, cho nên là nếu mà các bạn tính làm á, thì các bạn phải, ví dụ như mình tính làm thay cái đèn này từ lâu rồi, nhưng mà mình phải đợi lúc mà mình thay cái bộ ba này thì mình làm luôn một lần, chứ không là phải tháo ra xong rồi gắn vào mất nhiều thì giờ mệt lắm. Đó, thì nó có những cái vít này để mình chỉ các bạn này. Bên này có một cái vít này 10mm. Đó, ở trong này có một cái vít, nó là cái vít star. Đây để mình cho các bạn xem này. À, đây trong này. Đó, thì vít star này nó là cái size thì 30 nhá. Đó, thì bên kia một cái, đây một cái, hai cái tên này. Đây, hai cái ở đây. Số 10 hết. Rồi ở đây có một cái bịch bằng nhựa nữa là tháo ra là gì. Đấy. Bây giờ tháo thẳng ra thôi. Đó, là nó ra. Rồi, xong bây giờ tháo cái dây điện ra. Ôi, hơi cứng nha. Đó. Nếu như bình thường mà các bạn mà mấy cái đồ điện này này mà nó bị cứng quá, các bạn xịt cái mà CRC thì nó ra rất là dễ nhá. Còn những cái mà cái pin nó nhỏ quá mình để tay vào được thì để cái này chọc vào xong rồi tháo ra. Và ba cái đồ này bụi bẩn á cho nên là nó rất là khó. Đó, yeah. Thì mấy cái đồ này mình cứ cẩn thận, mình tháo từ từ thôi là ok. Thế còn gấp quá cũng được. Đó. Rồi. Xong cái bộ đèn. Đây. Xong một cái. Rồi. Bây giờ qua bên này mình sẽ quay lại cho các bạn xem nhá. Mình cần ba cái đồ nghề này. Đó.
sẽ tháo cái trong này trước. Tháo ra bên này. Có cái súng biến này thì rất là tiện. Rồi, bây giờ cái đèn này á, thì nếu mà mình mà mở cửa thì cái đèn LED này này, đèn LED này này, và cái đèn này nó sẽ sáng lên. Và các bạn để ý ấy, trong cái projector đó, đó mở lên cái á, nó sẽ đỏ lên. Đó, đẹp chưa? Nó phải như vậy chứ. Rồi, bây giờ mình sẽ thử cái đèn này cho mọi người xem nha. Đó, đây, đây là đèn bình thường là lên rồi này. Đó, nhìn đẹp chưa? Rồi, bây giờ mình thử cái hai bim cho nó xem này. Đó, thấy chưa? Đó. Rồi, thêm lần nữa này. Đó, ok. Rồi, bây giờ mình sẽ tháo nguyên cái phần này ra. Đó, để mà mình gắn cái càng vào và gắn cái winch vào nữa. Đó. Thì trước tiên phải tháo cái mấy cái tấm này này. Phải tháo cái đồ này ra này. Còn mấy cái này tiện. Làm việc là phải có đúng đồ nghề kìa, chứ không mất thời gian mà không làm được nữa. Mình vừa lắp xong cả cái support, cái hỗ trợ cho cái càng, cái bu ba ở đằng trước. Còn cái chỗ này á, là bây giờ mình chuẩn bị mình lắp cái winch, cái tời vào đây. Đó. Xin giới thiệu với mọi người, đây là cái winch mình mới mua. Thì hàng này là hàng Carbon. Hàng này là của người Úc, người ta làm ra. Đó. Thì mình có coi review ở trên YouTube, thì mình thấy nhiều người đi kiểu như mình á, họ cũng review về cái này cũng rất là tốt. Giá cả thì cũng phải chăng, không đến mắc lắm. Ngày xưa mình muốn lắp cho cái xe này á, là mình muốn mua cái hàng Won ở Mỹ, nhưng mà giá rất là mắc. Thì mình cảm thấy là chưa phù hợp để mà lắp cái đấy, cho nên là mình chuyển sang mình lắp cái này. Lắp cái này á, thì những người đi chơi đi off-road á, thì không ai muốn phải sử dụng cái này hết. Nhưng mà tốt nhất là vẫn phải có trên xe để phòng ngừa lúc mà xe mà bị mắc kẹt thì vẫn có thể giúp mình đi ra khỏi cái chỗ lây được. Đó. Còn lắp vậy thôi chứ không ai muốn đi để mắc kẹt hết. Tại tụi mình cũng không muốn đi để nổi phá xe để mà đi vào những cái chỗ quá khó khăn. Đó. Ok, bây giờ mình sẽ mở ra cho mọi người xem. Cái này á, nó cũng vừa mới tới hôm qua thôi. Đó, cho nên là rất là may mắn. Thì hôm nay làm xe mà hôm qua đồ là nó tới cùng một lúc. Đó, cho nên là rất là vui mọi người ạ. Đây, mình chưa mở xem ra trong này có những cái gì. Nhưng mà để dành để mở cho mọi người cùng xem. Đây, cái này là giấy thông tin của cái winch. Cái này là người ta cho cái mà để mình bỏ chai bia vào đấy á, để mình cầm mình khỏi bị lạnh à, của hàng luôn. Đó, mình thì uống bia, nhưng mà mấy người Tây người ta hay uống bia, người ta khoái mấy cái này lắm. Nhiều người có sở thích là siêu tập mấy cái này. Đó, ok. Cái này là cái cover, bỏ cái dây điện vào đây để tránh bị chập điện, nhờ dây điện bị cháy giấy. Mở cái này ra coi. Trong này là mấy cái đồ accessory. Rồi, có cái này này, cái này nhiều người thích này. Đó, cái này là lúc các bạn móc vào thì móc để cho biết đây là hàng hiệu. Ok. Rồi, cái phần quan trọng nhất là cái này này, cái tời nằm trong này. Mở ra. Cái mình thích nhất ở đây á là cái dây của cái tời này á là màu đỏ, màu mình ưng.
và nó sẽ rất là hợp với cái xe của mình. Tại cái xe của mình á là mình làm tông đen đỏ, và cái tên mà mình đặt cho cái xe yêu dấu của mình này này là Hellboy. Cho nên là mình thích tông giữa đen và đỏ, mà đen phải nhiều hơn đỏ cho nó nổi bật. Đây, rồi cho mọi người xem này, nhìn nó rất là cứng cáp, rất là chắc chắn. Ok, bây giờ mình sẽ thử lắp cả cái tời này nha. Đây là cũng lần đầu tiên mình lắp cái này thôi, cho nên để mình xem như thế nào. Bây giờ nếu mà muốn lắp cái winch này vào thì bu ba này á, thì mình phải coi cái chỗ mà bu ba của mình á access được cả cái clutch này ở đâu. Như cái của bu ba của mình thì mình phải xoay ra phía trước này này. Đó, xoay ra phía trước như vậy. Đó. Khoảng khoảng này thì để lúc mà có gì mình thò tay vào đây mình mở khóa hoặc là khóa nó lại. Đó, thì các bạn phải xem, mà muốn làm như vậy á thì phải tháo mấy cái vít này ra, thì mình đã tháo từ trước rồi. Ok, bây giờ mình chỉ có cho 4 cái vít vào cố định lại, xong rồi để lên trên này coi đúng cái chỗ mà mình đã muốn chưa, xong rồi mình gắn vào. Ok mọi người, thì hôm qua từ mình làm xe tới 12 giờ đêm lận. Đó, nhưng mà tại vì tối với là bận quá cho nên là không quay cho mọi người xem được nhiều. Đó, thì ngày hôm qua là mình đã thay được bộ đèn này, thay được cái cặp coi này, rồi gắn được cái winch này, rồi lắp được những cái accessory như là cái đèn fog light, những cái thứ này. Tại lúc sơn thì mình phải tháo ra hết, rồi lắp được cái sensor này. Đó, những thứ này. Đó, thì mình đã gắn vào rồi. Rồi, thì lúc này á mới ướm thử cái bu ba vào trên cái xe, thì nó rất là vừa vặn và rất là happy. Đó, đây là cái winch của mình. Đây, thì mình chưa đi đường dây điện này nó, nhưng mà mình đã để nó theo cái chỗ mà mình muốn rồi. Thì bây giờ mình chỉ cần đấu dây điện nữa là xong. Rồi cái bu ba này thì bây giờ cần phải bắn vịt vào. Đó, nhưng mà bây giờ gá vào như vậy thấy rất là happy. Lúc này mình mới gắn xong cái bu ba này thôi. Đó, gắn lên vừa vặn, nói chung là mọi thứ là rất là vui. Bây giờ đang đi cái dây điện để cho cái đèn fog light đó, của cái bu ba này, update cho mọi người xem cho vui. Mình thì bây giờ là quá vui à. Quá sung sướng. Từ ở nhà lắp được cái bu ba thì kiếm được một mớ tiền. Cái này được trước mình hỏi ở ngoài lắp tiền công là 8-900 gì đó hả? 8-900 gì á, để lắp cái bu ba này. Bu ba không, chưa tính tiền công lắp cái winch, vậy là thay cái bộ đèn headlight này. Đó, thì nếu mà cộng cả hai cái lại thì chắc phải hơn ngàn á. Thì mình làm ở nhà thì mình tiết kiệm được cái tiền đấy. Đó, để dành cho những thứ khác. Rồi bây giờ update để mọi người này, là mình đã gắn xong cái càng trước. Đó, rồi lắp được cả cái biển số này, nó bật lên bật xuống này này. Đó, thì khi mà mình kéo cái winch á thì nó sẽ không bị cản đường. Đó, rồi mới đi xong đường dây điện cho cái winch. Rồi bây giờ sẽ thử nhá. Đó, đấy, thì cái này của mình là có cái điều khiển trên tay luôn, nó rất là tiện. Nhưng mà một lưu ý cho các bạn là mình mới gắn như vậy thôi chứ chưa sử dụng được. Ít bữa nữa lúc mà mình đi ra ngoài á thì mình phải kéo nó ra hết, xong cái bắt đầu là móc vào cây á, xong cái cho nó cuốn lại. Đó, như vậy sau khi đó là mình sử dụng được. Ok mọi người,